chương 61. Hứa hẹn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com. 61 cái kia ma ma tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bình tuyên hầu tạ thận chi tới cửa. Khương Nguyễn trong mắt lộ ra vẻ vui mừng đến, nàng nghĩ, hầu gia nhất định là không hài lòng hoàng thượng này tứ hôn ý chỉ, cho nên mới tới cửa tìm bùi chiêu. Dù sao, ân cứu mạng, làm sao có thể lấy oán trả ơn đâu, như bùi chiêu thật cảm niệm hầu gia ân tình, liền nên chính mình tiến cung cầu hoàng thượng thu hồi tứ hôn ý chỉ. Nếu như có ai phù hợp làm bình tuyên hầu phu nhân, cái kia nàng Khương Viễn nhất định là cái kia thích hợp nhất. Nếu là hầu gia không bỏ được bùi chiêu, nàng cũng là không ngại bùi chiêu nhập phủ làm thiếp thất. Dù sao, nha đầu kia nhìn xem mềm yếu có thể bắt nạt, từ nhỏ ở gian gia làm nô tỳ định cũng không có gì thủ đoạn, về sau còn không phải nắm tại trong lòng bàn tay nàng bên trong, muốn diệt trừ nàng cũng không phải không có biện pháp, bất quá là phí chút tâm tư thôi." Khương Nguyễn chính nghĩ như vậy, lại nghe trưởng công chúa nói: "Đem hầu gia mời đến chính sảnh." Nói xong lời này, lại nhìn Khương Nguyễn một chút, đối người bên cạnh phân phó nói: "Còn lo lắng cái gì, đỡ quận chúa trở về phòng đi." Tại Khương Uyển ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng lại nói: Ngươi như lại không hiểu chuyện, ta liền đưa ngươi đưa về Khương gia đi, về sau chỉ gọi ngươi tổ mẫu quản giáo ngươi. Những năm này, ta này là mẹ tự hỏi đối ngươi đau sủng có thừa, cũng không biết đưa ngươi giáo thành bây giờ cái tính tình này. Nếu sớm biết, năm đó liền nên đưa ngươi lưu tại Khương gia. Khương Nguyễn lại như thế nào cũng không ngờ tới mẫu thân sẽ nói ra nói đến đây đến, nàng, nàng lại vì bùi chiêu, muốn đưa nàng chạy về Khương gia đi. Nàng mới không muốn nàng tại trấn quốc công phủ ở vài chục năm đã sớm là trấn quốc công phủ cô nương mới không muốn hồi cái kia khương gia khương nguyễn trong mắt chứa đầy nước mắt nàng biết rõ tính cách của mẹ lúc này nàng nếu là lại nháo nói không chừng thật sự được đưa về khương gia cho nên chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đi theo ma ma trở về chính mình chỗ ở viện tử nghĩ đến tìm một cơ hội tiến cung cầu ngoại tổ mẫu mẫu thân có bùi chiêu liền không thương nàng ngoại tổ mẫu định sẽ không như vậy bất công Đại Khương Nguyễn rời đi sau, trưởng công chúa ở trong lòng nặng đầu nặng thở dài, nhi nữ đều là nợ, chính mình cái này trưởng nữ tính tình đây là theo cái kia Khương gia người, một chút cũng không biết thỏa mãn. Nàng đi ra phía trước sờ lên A Yên tóc, mang theo vài phần thương tiếc nói: "Không cần quan tâm nàng, về sau có nương tại, nàng tất không còn dám khi dễ của ngươi." Ngươi lại trở về phòng đi, nương đi gặp cái kia Tạ Thận Chi." A Yên nhu thuận nhẹ gật đầu, tuy nói trong nội tâm nàng đầu cũng cực nghĩ đi gặp một lần công tử có thế nàng biết đây là không hợp quy cũ nếu là nói ra không có gọi người coi thường nàng ngược lại càng cảm thấy hơn nàng không xứng với công tử hoặc là ở sau lưng buồn cười công tử cho nên nàng cũng không nói gì trưởng công chúa nhưng là như thế nào có thế nhìn không ra từ lúc nghe ma ma nói tạ thận chi đến phủ thượng chiêu chiêu liền con mắt đều phát sáng lên đối khương uyển cái tính tình này lợi hại tỷ tỷ thời điểm cũng lấy hết dũng khí tự hồ tạ thận chi vừa xuất hiện nàng liền có dựa vào cái gì còn không sợ trưởng công chúa trong đầu chua xót rất có vài phần cảm giác khó chịu nhi mà dù sao tạ thận chi ngày đó cứu được của nàng chiêu chiêu chỉ xong lấy điểm này trong lòng nàng vô luận như thế nào đều là cảm kích huống chi nếu là nàng đoán không sai đứa nhỏ này là nguyên hậu con trai trưởng đó chính là của nàng cháu ruột còn muốn gọi nàng một tiếng cô mẫu đâu. Cho nên, hắn cùng chiêu chiêu chính là biểu huynh muội, có lẽ trải qua hết thảy đều là thiên ý. Chỉ là, không biết hoàng huynh dự định khi nào nhận hồi cái này con trai trưởng, nhận sau khi trở về vừa chuẩn chuẩn bị như thế nào đại hắn. Từ xưa trữ vị chi tranh từ trước đến nay hung hiểm, nàng là không nguyện ý của nàng chiêu chiêu lẫn vào tiếng những chuyện này bên trong. Có thế nàng thân là trưởng công chúa, lại xưa nay cùng quý phi không lắm thân cận, Tạ Thận Chi xuất hiện đối nàng cùng Trấn Quốc Công phủ ngược lại là một cái cực tốt lựa chọn. Có hoàng huynh nhiều năm ấy nấy, có nàng cùng Trấn Quốc Công phủ trợ lực, Tạ Thận Chi chưa hẳn không lên được cái kia bảo tọa. Đến lúc đó, của nàng Chiêu Chiêu liền sẽ nhập chủ trung cung, trở thành thiên hạ này tôn quý nhất nữ nhân, nhìn cái nào còn dám sau lưng nghị luận của nàng quá khứ. Trưởng công chúa trong lòng tựa như thiêu đốt lên một đám lửa, nàng giống như là một lần nữa tìm được phương hướng nàng chỗ thua thiệt đứa bé này, đều sẽ thật tốt đền bù cho nàng. Nàng đối A Yên cười cười, liền dẫn hoắc ma ma rời đi. Đại sảnh tạ thận chi không sợ hãi chút nào nhìn thẳng trưởng công chúa con mắt. Cô mẫu thông minh, đúng là nhanh như vậy liền đoán ra thận chi thân phận. Nhìn xem trước mặt cùng đã chết hoàng tẩu rất có vài phần tương tự mặt mày, trưởng công chúa thần sắc có chút hoảng hốt. Không ngờ là thật sự dạng này. Đứa bé này, vốn nên là này hoàng gia tôn quý nhất con trai trưởng, thậm chí vừa ra vốn liền sẽ được phong làm thái tử. Nhưng lại là thuở nhỏ tại Ngụy quốc công phủ địa phương như vậy lớn lên, thậm chí còn bị gắn ngoại thất xuất ra con thứ thân phận. Những năm này ở sau lưng, nghĩ cũng biết nhận qua bao nhiêu ủy khuất. Nhưng dù cho như thế, nàng nhưng từ hắn mặt mày bên trong tìm không được một tia tự ti mặt cảm cùng oán hận, ngược lại gọi người cảm thấy tệ ánh trăng gió, không oanh tại mang trưởng công chúa khe khẽ thở dài tạo hóa trêu ngươi lại bảo ngươi giống như chiêu chiêu lưu lạc tại bên ngoài nhiều năm như vậy trưởng công chúa nhìn tạ thận chi một chút lại hỏi đối với tứ hôn ý chỉ ngươi có ý nghĩ gì tạ thận chi khuôn mặt thanh lãnh ánh mắt rất là bình tĩnh nhìn xem trưởng công chúa cô mẫu nếu là muốn hỏi thận chi lại sẽ cả một đời che chở chiêu chiêu thận chi hướng cô mẫu cam đoan chỉ cần thận chi tại một ngày liền sẽ không để cho người khi dễ nàng đi. Hắn trầm mặt một cái chớp mắt, lại nói: "Như ngày sau Thận Chi leo lên hoàng vị, hậu cung cũng sẽ chỉ có chiêu chiêu một người." Tạ Thận Chi đứng ở nơi đó, trường thân ngọc lập, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẫy vào trên người hắn, quý khí sau khi lại gọi hắn nhiều loại lắng động xuống uy nghi. Cho dù là trưởng công chúa đều không thể không thừa nhận, hoàng thượng mấy cái trong hoàng tử con vợ cả Tạ Thận Chi vô luận là bề ngoài vẫn là khí độ đều là xuất chúng nhất, tính tình cũng là nhất giống Hoàng huynh cái kia. Giờ phút này nàng có chút minh bạch Hoàng huynh vì sao như vậy ân sủng cái này lưu lạc tại bên ngoài con trai trưởng, ngoại trừ ấy nấy cùng thương tiếc, càng nhiều hơn chính là bởi vì lấy đứa con trai này nhất giống hắn. Nhìn xem hắn, liền gọi hắn nghĩ đến mình lúc còn trẻ. "Đi, ngươi đã đã nói như vậy, cô mẫu liền tin." về sau cô mẫu cùng trấn quốc công phủ liền cũng là của ngươi một phần trợ lực. Trưởng công chúa nói xong lời này, chần chờ một chút, lại lên tiếng hỏi. Ta nghe nói thận chi trước ngươi đã cứu biển nha đầu một lần. Tạ thận chi nhíu nhíu mày, tự hồ là không biết trong miệng nàng biển nha đầu là cái nào. Trưởng công chúa như thế nào còn có thể không rõ, đây hết thảy bất quá là chính mình người trưởng nữ kia mong muốn đơn phương thôi. Không đợi tạ thận chi mở miệng, trưởng công chúa nhân tiện nói thôi, không đề cập tới chuyện này, về sau ngươi hảo hảo đãi chiêu chiêu cũng được. Trưởng công chúa dừng một chút, lại hỏi. Hoàng thượng đã nói hôn sự là lễ bộ cùng nội vụ phủ cùng nhau xử lý, cái kia khoảng cách nhận hồi ngươi liền không xa. Từ xưa thánh tâm khó dò, tại trước mặt hoàng thượng, ngươi nhất định phải cẩn thận, chớ có mất thánh tâm. Tạ thận chi ừ một tiếng, sắc mặt lại là rất bình tĩnh, gọi trưởng công chúa cảm thấy chính mình cái này chất nhi nếu là muốn vị trí kia, căn bản chính là đâm tay nhưng phải sự tình. Trưởng công chúa nghĩ thầm, có lẽ là chính mình nói thêm điểm một câu này. Tạ thận chi đã có thể để hoàng thượng như vậy coi trọng hắn, sao lại trong lòng không có tính toán trước. Lúc này, lại nghe tạ thận chi mở miệng nói. Cô mẫu có thế hứa thận chi gặp được chiêu chiêu một mặt. Trưởng công chúa sững sờ, thoáng qua lại là cười đáp ứng. Đã là tứ hôn ý chỉ hạ, Ngươi cùng chiêu chiêu lại là biểu huynh muội, cũng là không cần như vậy cố kỵ." Trưởng công chúa nhìn bên người Hoắc Ma Ma một chút, nói: "Ngươi lĩnh thận chi đi chiêu chiêu trong viện đi." Hoắc Ma Ma lúc này trong lòng sớm đã minh bạch Tạ Thận Chi chân chính thân phận, Kinh Hải sau khi cũng cảm thấy thật sự là ông trời chiếu cố, mới gọi tiểu quận chúa được hắn cứu. Có lẽ, tiểu quận chúa đằng trước chịu khổ, về sau không chỉ có sẽ bồi thường lại, sẽ còn gọi tiểu quận chúa thành thiên hạ này tôn quý nhất nữ tử. Nàng ứng tiếng là, đối tạ thận chi phúc phúc thân thể, liền ở phía trước dẫn đường, một đường dẫn tạ thận chi đi a yên chỗ ở viện tử. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 Không hợp thói thường Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trong phòng, A Yên nghe được Bảo Trân nói hầu gia tới, trên mặt lập tức liền lộ ra mừng rỡ, từ ngồi lên đứng dậy, hướng phía cửa nhìn lại. Rất nhanh, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi liền xuất hiện ở cửa. Hắn người mặc một thân màu xanh mực theo trúc văn cẩm bào, tóc cầm ngọc quan buộc lên, trường thân ngọc lập, mặt mày tuấn nhã. A yên giật giật bờ môi, còn chưa mở miệng, vành mắt lại đỏ lên. Nàng phúc phúc thân thể, nhỏ giọng kêu một tiếng. Công tử! là thận chi nhất chân đi đến. Bảo Trân Thức thời lui xuống, nhưng trong lòng thì rất cao hứng. Nàng liền nói hầu gia như vậy tính tình, nơi nào sẽ để ý chủ tử những cái kia quá khứ. Cái kia Khương Uyển không để ý chút nào tỉ muội tình cảm đối chủ tử nói ra những những lời kia, rõ ràng liền là không có hảo ý, muốn gọi chủ tử tự ti mặt cảm, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Nhưng hôm nay gọi nàng nhìn xem, nàng nói có câu nào là đúng? Ngược lại hầu gia là phá lệ coi trọng chủ tử, thích chủ tử, không phải làm sao lại tự mình tới cửa. Nghĩ đến, chính là sợ chủ tử nghe được bên ngoài những lời đồn đại kia chuyện nhảm suy nghĩ nhiều, vĩ khuất bản thân. Bảo Trân nghĩ như vậy, cười lui xuống. Trong phòng A Yên có chút khẩn trương nhìn xem tạ thận chi, tự như lại về tới hôm đó nàng mới gặp tạ thận chi thời điểm. Tứ hôn ý chỉ xuống tới, nàng đều không biết nên như thế nào cùng công tử ở chung được miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, thật lâu mới hỏi ra một câu. Bên ngoài những lời đồn đại kia chuyện nhảm, công tử có thế để ý. Hỏi xong lời này, nàng liền trực lăng lăng nhìn chầm chầm tạ thận chi, nói cho hắn biết nàng đang chờ hắn đáp án. Tạ thận chi lại chỉ nhìn nàng một chút, trực tiếp hướng nhuyễn tháp đi về trước tới, sau khi ngồi xuống, nhìn về phía A Yên. Làm sao mấy ngày không thấy, bản hầu liền chén trà đều đòi không được. A Yên trơ mắt nhìn xem tạ thận chi giống tại chính mình hầu phủ đồng dạng không thấy chút nào bên ngoài ngồi xuống, còn chưa kịp phản ứng liền nghe được câu này. Nhất thời, liền cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, quen thuộc đến gọi nàng cảm thấy an tâm. A Yên phản phất cảm thấy chính mình về tới bình tuyên hầu phủ, nàng còn là hắn từ hoài an mang về thân phận hèn mọn nữ tử, mà hắn là của nàng công tử. A Yên cơ hồ có thể cảm giác được cái kia loại từ trong lòng mình dâng lên lên rung động cùng ỉ lại. Ở trên đời này, chỉ có hắn có thể để nàng như vậy vui vẻ lại khó chịu. Cho nên, nàng mới tại biết đáp án tình huống dưới còn cố chấp muốn nghe hắn nói hắn một chút đều không ngại. Hoặc là, coi như hắn có một chút điểm để ý, nàng cũng muốn lưu tại bên cạnh hắn. Dù sao, tứ hôn ý chỉ đã hạ, mà nàng cũng có thể cảm giác được lúc trước hắn đối nàng những cái kia sủng ái cũng đều không phải giả. Cho nên, nàng cả một đời liền ích kỷ như thế một lần có được hay không? Nàng thực tế không nghĩ hắn bị người khác cướp đi, thí dụ như tỷ tỷ Khương Uyển, cho dù Khương Uyển vô luận từ chỗ nào phương diện đều so với nàng ưu tú quá nhiều. Có thế nàng cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế, dù sao, công tử đã là nàng, hai người bọn họ, đã là có tiếp xúc gia thịt, hắn nghĩ cũng lại không xong. A Yên lần đầu cảm thấy, chính mình là trận chiến trưởng công chúa thế, không phải, tại sao có thể có lá gan nghĩ như vậy đâu, nàng kỳ thật cũng là có chút xấu. Nàng vụng trộn nhìn tạ thận chi một chút, lắc đầu đem những cái kia ý đồ xấu tất cả đều ép xuống. Nàng đã có những cái kia xóa không mất quá khứ, không thể bị người phát hiện nàng đối với hắn còn tất giấu những này ý đồ xấu. A Yên trong lòng hưu con sông loạn, gương mặt cũng không tự giác đỏ lên, nàng yên lặng siết chặt tay, có chút bất an nhỏ giọng nói. Công tử muốn uống cái gì trà, ta đi chuẩn bị. A yên mà nói chưa nói xong, liền bị tạ thận chi đưa tay kéo đến trong ngực. Tạ thận chi khẽ cười nói. A yên nghĩ gì thế, mặt hồng như vậy. A yên không nói gì, gương mặt lại là càng thêm đỏ lên. Trên người nàng mặc kiện màu tím nhạt theo sơn chi hoa vải bồi đế dày, phía dưới là đầu cây vải đỏ dệt kim nho văn tám bức tương váy, dưới chân một đôi màu hồng mẫu đơn giày theo cấp trên suýt lấy đông châu vô cùng dễ thấy tạ thận chi ôm bờ eo của nàng ý vị thâm trường nói trưởng công chúa ngược lại là sao bản hầu đưa ngươi nuôi tốt hả a yên nghe lời này có chút mờ mịt quay đầu nhìn lại nàng không hiểu tạ thận chi vì sao đột nhiên nói như vậy không đợi nàng mở miệng hỏi liền nghe tạ thận chi nói bản hầu không ngại những lời đồng đại kia chuyện nhảm bất quá là nói cho người vô năng nghe, cuối cùng sẽ có một ngày, thiên hạ này không người dám nói thêm nửa ngươi một câu. A Yên chinh lăng nửa ngày, mới biết được hắn là trả lời nàng vừa rồi vấn đề, nàng đáy lòng một cổ không hiểu cảm động cùng ý chua vọt tới xoan mũi, nước mắt dâng lên, lại là cố nén không có rơi xuống đến, ngược lại là đối tạ thận chi lộ ra một cái ý cười tới. Công tử đối A Yên thật tốt. A Yên chung quy là nhịn không được ôm lấy Tạ Thận Chi. A Yên một mực cảm thấy chính mình vận khí không tốt, hiện tại mới phát hiện A Yên cả đời vận khí đều dùng tại công tử trên thân. Tạ Thận Chi nghe lời này nhịn không được cười một tiếng, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, A Yên cũng có chút thẹn thùng từ trong ngực hắn ra. Ta đi châm trà. Tạ Thận Chi cười lắc đầu, để tùy đi. Mà lúc này, Từ Ninh cung thái hậu sơ nghe tứ hôn ý chỉ còn cảm thấy hơi kinh ngạc tinh tế ngẫm lại liền cũng tiếp nhận. Tuy nói cũng có chút cảm thấy tạ thận chi cái này bình tuyên hầu thân phận có như vậy một chút không xứng với chính mình cái kia ngoại tôn nữ nhi, có thể tưởng tượng bùi chiêu mới bị tìm về đến, quá khứ cũng là tại tiểu hộ nhân gia lớn lên, thân phận vẫn là nô tỳ nói như vậy, kỳ thật hôn sự này bên trên liền không tốt quá mức bắt bẻ. Càng khẩn yếu hơn chính là, chính mình cái kia ngoại tôn nữ nhi đã là cái kia tạ thận chi người, cùng một lần nữa chọn lựa, chẳng bằng liền tuyển cái này tạ thận chi. Tạ hữu về sau có nàng cái này đương thái hậu ngoại tổ mẫu che chở, còn có thể gọi nàng cái này ngoại tôn nữ nhi bị ủy khuất không thành. Liền liền cái kia tạ thận chi, hướng về phía chiêu chiêu cái này ngoại tôn nữ nhi, đối với hắn cái này ngoại tôn nữ rễ nàng cũng sẽ che chở một chút. Liền như vậy đi, chiêu chiêu thành hôn, chuyện đã qua người bên ngoài cũng liền quên. Chỉ là, chiêu chiêu cái này đương muội muội đều muốn thành hôn, Viễn nha đầu cái này làm tỷ tỷ lại là liền cái rơi vào đều không có. Những năm này cũng không phải không có người tại A Gia trước mặt nói muốn kết thân, chỉ là A Gia vừa mới mở câu chuyện, nha đầu kia liền nói là muốn lại bồi tiếp A Gia mấy năm, rõ ràng liền là không nguyện ý nha. A Gia luôn muốn nàng cũng không nguyện ý vậy liền lại đợi thêm mấy năm, nếu sớm biết dạng này, sớm nên cho nàng định ra, đến cùng từ xưa hôn nhân sự tình phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, chỉ cần tài học thân phận có thế xứng với nàng, lại có cái gì không tốt. Trình ma ma nghe Thái hậu lời này, chỉ cười nói. Quận chúa từ nhỏ chủ ý lớn, tài tình tướng mạo cũng đều là thượng đẳng, chính là trễ một năm trước cũng không sao. Nghe trình ma ma mà nói, Thái hậu nhẹ gật đầu. Cũng đúng, này trong kinh thành cũng không phải không có chuyện như vậy, lại nói, viễn nha đầu đến cùng là khương gia người, cũng không phải là bùi gia người, đối với việc này cũng là không cần quá mức cố kỵ. Thái hậu nói xong lời này, chỉ thấy lấy trình ma ma có chút muốn nói lại thôi, muốn nói điều gì lại không tốt nói bộ dáng. Nàng liền hỏi, còn có chuyện gì, ai ra trước mặt có cái gì khó mà nói? Trình ma ma nói, Hoàng thượng mệnh lễ bộ cùng nội vụ phủ xử lý tiểu quận chúa cùng cái kia bình tuyên hầu hôn sự, nguyên bản chúng ta đều nghĩ đến là làm cửu cửu đau mới tìm về tới cháu gái, có thế hết lần này tới lần khác bây giờ trong cung đầu có chút lưu ngôn phỉ ngữ, mà lại truyền đi càng thêm không hợp thói thường. Truyền ra lời gì rồi? Thái hậu nụ cười trên mặt phai nhạt nhạt, lên tiếng hỏi. Trình ma ma chần chờ một chút, mới trả lời. Nói, nói là hoàng thượng như vậy kinh động lễ bộ cùng nội vụ phủ, cũng không phải là bởi vì lấy trưởng công chúa cùng tiểu quận chúa, mà là bởi vì lấy cái kia bình tuyên hầu tạ thận chi vốn là hoàng thượng tại bên ngoài con riêng nói năm đó cái kia ngoại thất căn bản chính là người của hoàng thượng, lão ngụy quốc công bất quá là bạch bạch thay hoàng thượng gánh chịu này danh đầu. Bằng không, lão ngụy quốc công cả một đời không có nạp thiếp, làm sao vừa vặn liền ra như thế một cọc sự tình. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63 Đích Hoàng Tử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 63 Thái Hậu nghe lời này, lúc này liền sắc mặt đại biến. Hỗn trướng lời nói. Hoàng đế sao lại làm chuyện như vậy? Hoàng đế là cao quý cửu ngũ chí tôn, chính là nhìn trúng cô gái nào đưa vào cung đến cũng được, tội gì cần làm một màn như thế. Thái hậu cảm thấy những lời đồn đại kia chuyện nhảm đều là lời nói vô căn cứ, căn bản là không thể coi là thật. Nàng giận tái mặt đến, phân phó nói. Có thế điều tra, là từ cái nào trong cung lưu truyền tới." Hồi Thái hậu mà nói, đô tỳ trong âm thầm gọi người điều tra, đầu nguồn lại là một mực tra không ra, dù thế nào cũng sẽ không phải từ cảnh phúc cung bên trong ra a." À. Thái hậu nghe lời này, nhíu nhíu mày. "Không đến mức, truyền ra lời này đối nàng có chỗ tốt gì? Bây giờ hoàng đế dưới gối ngoại trừ tề vương bên ngoài chỉ có nhàn tần sở xuất an vương, có thế an vương thuở nhỏ có mắt tật, thể quốc một mực không được tốt." người sáng suốt cũng nhìn ra được ngày sau có thể leo lên đại vị chỉ có tề vương một cái ngụy quý phi nàng là điên rồi mới truyền ra những những lời này thái hậu nói xong lời này trên mặt cũng lộ ra mấy phần ngưng trọng tới nàng nhớ tới những năm này hoàng đế không lập thái tử cho dù triều thần như thế nào khuyên can đều chỉ cho dưới gối nhị tử phong vương đông cung bây giờ còn bỏ trống thái hậu cảm thấy siết chặt nắm chắc tay bên trong chén trà chẳng lẽ lại cái kia bình tuyên hầu tạ thận chi thật đúng là hoàng đế lưu lạc tại bên ngoài dòng dõi hoàng đế là vì lấy hắn cho nên mới một mực không lập thái tử ý niệm này vừa ra liền làm sao cũng ép không được thái hậu lúc này liền đi ngự thư phòng sau nửa canh giờ thái hậu mới từ trong ngự thư phòng ra thái hậu chân trước từ ngự thư phòng ra chân sau liền có người đem vấn đề này hồi bẩm cho ngụy quý phi ngụy quý phi vốn là bởi vì lấy trong cung lưu ngôn phỉ ngữ huyên náo tâm thần có chút không tập trung lúc này biết thái hậu đi gặp qua hoàng thượng lúc này liền đổi sắc mặt nhưng biết thái hậu cùng hoàng thượng nói cái gì có thế nhất lên cái kia tạ thận chi ngụy quý phi một mặt sốt ruột hỏi phía dưới tiểu thái dám nói nương nương bất giận ngự thư phòng địa phương như vậy các nô tài sao dám tùy ý nghe ngóng Nô tài chỉ biết là Thái hậu cùng hoàng thượng nói một hồi lâu lời nói, cụ thể nói cái gì, thực tế không biết. Ngụy Quý phi trong lòng một buồn bực, muốn phát tác, có thế đến cùng là nhẫn nhịn lại. Trong cung đầu nhiều năm như vậy, nàng làm sao không biết thăm dò đế tung là bực nào đại tội. Trong lúc nhất thời, Ngụy Quý phi cảm thấy trong lòng bị đè nén cực kỳ, nàng phất vất tay, gọi cái kia thái giám nuôi xuống. Ngọc Hà thấy nhà mình nương nương sắc mặt nghiêm túc, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Nương nương giải sầu chút, chính là chuyện này là thật, cái kia Tạ Thận Chi cũng bất quá là cái ngoại thất xuất ra, lại không có mẫu tộc tương trợ, làm sao có thể tranh đến quá chúng ta vương gia. Lại nói, hoàng thượng như coi là thật có ý định này, như thế nào bỏ được gọi hắn tại bên ngoài lưu lạc nhiều năm, còn bị người coi thường, người người đều cho là hắn là Ngụy Quốc công bên ngoài phủ phòng sở xuất con thứ. Ngọc Hà ấm giọng khuyên lại không gặp nhà mình nương nương trên mặt có chỗ trấn an, ngược lại là ngưng trọng hơn. Trong bụng nàng có chút kỳ quái, cảm thấy nhà mình nương nương tính tình, không nên đem chuyện này quá mức để ở trong lòng nha. Nàng há to miệng còn muốn lại khuyên, có thể nhìn nhà mình nương nương sắc mặt, đến cùng là đem lời nói lại nuốt xuống. Sau một lúc lâu, Ngụy Quý phi phái người kêu Tề Vương tiến cung, lại đem trong điện cung nữ ma ma tất cả đều phái xuống dưới. Tề Vương trong cung có nhãn tuyến tự nhiên cũng nghe nói việc này. Có thế hắn lại là cũng không đem việc này để ở trong lòng. Bình tuyên hầu tạ thận chi, ngụy quốc công bên ngoài phủ phòng sở xuất con thứ, như thế nào sẽ là phụ hoàng xuất ra? Này lời đồng thật sự là hoang đường đến cực điểm. Một chút lưu ngôn phỉ ngữ lời nói vô căn cứ, mẫu phi làm sao đến mức này? Ngụy quý phi sắc mặt nghiêm túc, nhìn chầm chầm tề vương nhìn nửa ngày, mới mở miệng nói. Năm đó không ninh cung cháy, Nguyên hậu cùng trong bụng chi tử tất cả đều mệnh tan biển lửa. Nhưng nếu là năm đó nguyên hậu giả chết xuất cung, đứa bé kia có phải hay không là bây giờ tạ thận chi? Nàng lời này vừa ra, tề vương sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mẫu phi cớ gì nói ra lời ấy? Ngày đó nguyên hậu trong cung đại hỏa, làm sao có thể chạy thoát được? Lời này hỏi ra, tề vương cũng tức thời trì trệ. Lão ngụy quốc công nếu là nguyên hậu bị lão ngụy quốc công cứu giúp tại ngoài cung thuận lợi sinh hạ hài tử cái kia tạ thận chi liền là nguyên hậu con vợ cả lại chiếm đích lại chiếm trường tề vương sắc mặt lập tức liền thay đổi hắn nghiêm nghị hỏi năm đó động thủ lão nhân không đều là mẫu phi an bài làm sao có thể ra như thế lớn chỗ sơ suất ngụy quý phi bị nhi tử như vậy chất vấn trong lòng cũng cảm thấy hảo hảo biệt khuất hận không thể đem năm đó làm việc người kéo qua thật tốt hỏi một chút nhưng năm đó làm ra loại sự tình này nàng như thế nào dám đem bọn hắn lưu lại tự nhiên là từng cái tất cả đều ngoài ý muốn nộp mạng bây giờ lại là muốn hỏi cũng không có chỗ đi hỏi ngụy quý phi ngăn chặn cùng loạn tim kiềm chế tràn đầy bất an cùng hoảng loạn nói chúng ta trước chớ tự mình dọa chính mình sự tình chưa hẳn chính là như vậy ngày đó trận kia đại hỏa nàng nhất định là chết rồi tề vương không nói gì thật lâu mới oán hận nói chính là cái kia hồi không chết bản vương cũng sẽ đích thân muốn hắn tính mệnh bản vương mưu đồ nhiều năm cũng không phải cho hắn làm áo cưới hắn nhớ tới những năm này phụ hoàng chưa từng nhã ra lập thái tử trong lòng càng là cảm thấy biệt khuất nếu là đều là vì lấy cái kia tạ thận chi hắn thật sự là hận không thể tề vương trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ trên trán nổi gân xanh khuyết dịch cả người phản phất đều muốn bốc cháy lên. Ngụy Quý Phi ngồi tại nguyễn tháp bên trên, trong khoảnh khắc tựa như là già rồi mấy tuổi. nàng tự hỏi chính mình tranh đến quá này hậu cung phi tần, bằng không cũng sẽ không như thế chút năm trong cung không người có thế đặt ở trên đầu của nàng. nàng tuy chỉ là quý phi, nhưng cũng là này hậu cung đệ nhất nhân, cùng hoàng quý phi, hoàng hậu cũng không kém cái gì. có thế nàng tự biết, nguyên hậu còn sống lúc nàng không có tranh đến quá nàng. Nàng chết nàng càng là không tranh nổi. Nàng càng sợ, năm đó những chuyện kia hoàng thượng là không phải đã biết. Nếu như những năm này hoàng thượng đối nàng đối hoàng nhi coi trọng đều là diễn trò, vậy bọn hắn Vĩnh An công phủ. Ý niệm này mới vừa xuất hiện, phía sau lưng nàng liền tràn đầy ý lạnh, không khỏi rùng mình một cái. Trong cung mấy lời đồn đại nhảm nhí này cũng không truyền đến ngoài cung, cho nên A Yên cũng không biết. Từ lúc hôm đó gặp qua Tạ Thận Chi sau, nàng liền đãi tại viện tử của mình bên trong đãi gã nhàn tới lui tổ mẫu cùng mẫu thân nơi đó bồi tiếp các nàng trò chuyện thời gian qua rất là hài lòng ngày hôm đó nàng chính cúi đầu tô lại lấy hoa văn tử chỉ thấy lấy bảo trân vội vàng từ bên ngoài tiến đến mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh nói chủ tử trong cung đầu xảy ra chuyện a à yên sững sờ trong cung đầu đã xảy ra chuyện gì thế nhưng là thái hậu có gì không ổn nàng tuy bị tiếp trở về trấn quốc công phủ nhưng lại còn không có gặp qua thái hậu cái này ngoại tổ mẫu nguyên bản mấy ngày trước đây phải vào cung đi thế nhưng là trong cung lại truyền lời ra nói là mấy ngày nữa lại để trưởng công chúa bồi tiếp nàng tiến cung a à yên từ trước đến nay là cái nhu thuận chỉ coi là ngoại tổ mẫu nhiều chuyện cũng không cảm thấy thái hậu không thương nàng này ngoại tôn nữ nhi bởi vì lấy cái này trưởng công chúa cùng lão phu nhân thì càng cảm thấy nàng hiểu chuyện Đối nàng càng thương tiếc yêu thương mấy phần. Không đợi A Yên mở miệng hỏi, Bảo Trân lên đường. Hôm nay trên triều đình, hoàng thượng cùng chúng triều thần tuyên bố tìm về nguyên hậu chi tử, nói chúng ta hầu gia chính là năm đó nguyên hậu xuất ra, bởi vì lưu lạc tại bên ngoài đích hoàng tử. Không chỉ có như thế, hoàng thượng còn sai người tra rõ năm đó nguyên hậu trong cung cháy sự tình. Bây giờ bên ngoài nghị luận ầm ĩ, Nô tỳ chỉ thăm dò được năm đó Nguyên hậu cũng không mất mạng trong cung trận kia trong Hỏa Hoạn, mà là bị lão Ngụy Quốc công cứu. Cái kia cái gọi là ngoại thất chính là Nguyên hậu, Nguyên hậu sinh hạ hoàng trưởng tử sau có lưu di ngôn, phó thác lão Ngụy Quốc công đem hoàng trưởng tử nuôi dưỡng ở Ngụy Quốc công phủ, thẳng đến lão Ngụy Quốc công bệnh nặng tự biết không còn sống lâu nữa mới tiến cung cùng hoàng thượng bẩm rõ việc này. Những năm này hoàng thượng coi trọng như thế hầu gia, tất cả đều là bởi vì lấy duyên cớ này A y nghe lời này giật mình tùng thật lâu, nàng nhớ tới kiếp trước nàng nhập thân vào công tử trên cổ tay mang theo Phật Châu bên trên, nàng nhìn xem công tử uống xong bị người hạ độc trà, nộp mạng. Nàng không biết là người nào yếu hại công tử, lại là vì sao muốn hại công tử. Bây giờ nàng mới hiểu được, lại tất cả đều là bởi vì lấy tạ thận chi cái này nguyên hậu con trai trưởng thân phận. Sắc mặt nàng chậm rãi biến bạch, giật mạnh bảo trân nói. Ngươi gọi người đi chuẩn bị ngựa xe, ta muốn đi gặp công tử. Bảo Trân sững sờ, không biết chủ tử nhà mình vì sao như vậy sốt ruột muốn gặp công tử, có thế lúc này, công tử trong cung, cũng không tại bình tuyên hầu phủ. Mà lại, hoàng thượng sáng nay tuyên bố nhận hồi hầu gia, hầu gia hơn phân nửa sẽ không lại hồi bình tuyên hầu phủ. Bảo Trân nghĩ như vậy, liền như vậy cùng chủ tử nhà mình nói. A Yên nghe lời này, chậm rãi lấy lại tinh thần. Là, đời này nàng trở về trấn quốc công phủ công tử cũng bị hoàng thượng nhận trở về hoàng gia về sau chính là trưởng tử thân phận sẽ không cùng đời trước đồng dạng đến chết đều chỉ là cái bình tuyên hầu cho nên công tử là sẽ không bị người hạ độc hại chết a yên sắc mặt mặc dù còn có chút bạch một đôi mắt lại là phá lệ sáng nàng không tiếp tục đuổi theo gọi bảo trân chuẩn bị ngựa xe đi bình tuyên hầu phủ lúc này công tử định cũng vội vàng chính là có rảnh gặp nàng nàng cũng không thích hợp lúc này đi không có tăng thêm đầu đề câu chuyện lúc này ngụy quốc công phủ ngụy quốc công lão phu nhân sắc mặt trắng bệch hơn nửa ngày đều không có kịp phản ứng nguyên hậu trưởng tử làm sao lại tạ thận chi tại sao sẽ là như vậy thân phận hắn không phải cái kia ti tiện ngoại thất sở xuất sao lão đầu tử sao có thể lừa nàng cả một đời hắn có biết hay không kể từ đó sẽ hại bọn hắn toàn bộ ngụy quốc công phủ Ngụy Quốc công lão phu nhân chỉ cảm thấy lấy trong cổ họng nổi lên một cổ ngai ngái, sau một khắc liền bỗng nhiên phun ra một nguồn máu đến, sau đó hôn mê bất tỉnh bất tỉnh nhân sự. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 64 Cấm quân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 64 Ngụy Quốc công lão phu nhân thổ huyết ngất, nhất thời đám người loạn cả một đoàn, vội vàng kêu đại phu vào phủ một phen giày vò thẳng đến lúc chạng vạn tối khấu lão phu nhân mới mở hai mắt ra lão phu nhân đại thái thái thích thị cùng nhị thái thái phương thị thấy bà mẫu tỉnh lại trong lòng rốt cục thở dài một hơi nhưng cùng lúc đó lại tất cả đều cảm thấy biệt khuất rất là khó chịu bây giờ tạ thận chi bị hoàng thượng nhận trở về bọn hắn ngụy quốc công phủ liền thành này khắp kinh thành bên trong buồn cười lớn nhất nếu như lúc trước lão phu nhân đối cái này con thứ có thế khoan hậu một chút không đem người cho đắc tội sạch sẽ làm sao đến mức hôm nay gọi đầy phủ thượng trên dưới hạ tất cả đều bị người nghị luận trong phủ các thiếu gia tiền đồ còn có các cô nương hôn sự nói không chừng đều muốn bởi vì lấy chuyện này thù ảnh hưởng dù sao quá khứ tất cả mọi người coi là ngày sau có tư cách ngồi lên cái kia đại vị chỉ có ngụy quý phi chi tử tề vương nhưng hôm nay tạ thận chi cái này nguyên hậu con trai trưởng bị nhận trở về, dựa vào hoàng thượng những năm này đối với hắn coi trọng, còn không chừng như thế nào. Nói không chừng, đông cung rỗng nhiều năm như vậy, chính là cho hôm nay làm chuẩn bị. Nghĩ như vậy, phương thị cùng thích thị trong đầu thì càng có chút bất an. Cũng không phải sợ không dính nổi phần này như ánh sáng, mà là sợ có một ngày tạ thận chi lên ngôi, đối bọn hắn ngụy quốc công phủ động thủ. Dù sao, những năm này tạ thận chi tình cảnh, đầy phủ đều là nhìn ở trong mắt. Tám thành liền liền hoàng thượng cũng là biết đến, bằng không thì cũng sẽ không như vậy che chở với hắn. Bọn nha hoàng viện lão phu nhân ngồi dậy, không đợi lão phu nhân mở miệng, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó có nha hoàng thanh âm truyền vào. Cô nải nải. Rất nhanh, tạ vân tương liền mang theo tần nhiêu đi đến. Nàng vừa tiến đến, trong phòng bầu không khí càng là trì trệ. Hiện tại không ai chào đón nàng cái này xuất giá đại cô nải nải, dù sao, những năm này nếu không phải nàng tại lão phu nhân trước mặt khuyến khích, lão phu nhân làm sao lại như vậy không quen nhìn tạ thận chi. Như lão phu nhân có 10 phần sai, vậy trong này đầu tạ vân tương cũng đã chiếm 3 phần. Tạ vân tương vừa mới tiến đến, liền vội vàng đi đến khấu lão phu nhân bên người, nước mắt lã chả rơi xuống. Mẫu thân ngài cuối cùng là tỉnh, nữ nhi nghe được ngài thổ huyết té xỉu, dọa dạ đều muốn hù chết còn có nhiêu nhi hơi kém cũng đi theo té xỉu quá khứ tạ vân tương nói liền tại mép giường ngồi xuống đối đứng ở một bên Nha hoàng hỏi mẫu thân có thế uống quá thuốc Nha hoàng kia lắc đầu hồi cô nãy nãy mà nói lão phu nhân vừa mới tỉnh lại còn chưa kịp uống thuốc đâu tạ vân tương đang muốn mở miệng nói đem thuốc bưng lên nàng tới đúc khấu lão phu nhân liền mở miệng nói đi ta không có gì đáng ngại, những ngày này trong phủ nhiều chuyện, ngươi lại trở về đi. Còn có nhiều nha đầu, cũng đi theo ngươi hồi tần gia ở lại mấy ngày, đến cùng nàng là tần gia khuê nữ, cũng nên thường xuyên tại nàng ruột thịt tổ mẫu trước mặt nhi tận hiếu mới là, không có một mực ở tại bên ngoài. Nàng lời này vừa mới rơi xuống, trong phòng đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đại thái thái thích thị cùng nhị thái thái phương thị dù cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng rất nhanh liền hiểu được bây giờ bên ngoài đối bọn hắn ngụy quốc công phủ nghị luận ầm ĩ chỉ rõ hạt vừng lớn nhỏ sự tình đều muốn lấy ra nói tự nhiên cũng nói đến tần nhiêu vị này biểu cô nương xem ra lão phu nhân lúc này là thật sợ quốc công phủ bị người chỉ chỉ điểm điểm nghĩ đến muốn gọi tần nhiêu hồi tần gia cũng thế tạ thận chi sự tình người bên ngoài nghị luận coi như xong bọn hắn cũng không chận nổi nhiều như vậy người miệng nhưng nếu bọn hắn quốc công phủ làm sự tình cái cọc cái cọc kiện kiện đều không có lý bên trên, cái kia bên ngoài những người kia còn không nói chính xác ra cái gì lời khó nghe đâu. Nói không chừng muốn nói bọn hắn ngụy quốc công phủ đại cô nãi nãi chiếm nhà mẹ để kiên cường, xem thường nhà chồng, liền thân nữ nhi đều không gọi đãi tại nhà chồng đâu. Bọn hắn ngụy quốc công phủ, bây giờ có thế rốt cuộc chịu không được bên ngoài những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Thích thị cùng phương thị có thể nghĩ rõ ràng, tạ vân tương không phải vụng về người tự nhiên cũng có thể minh bạch có thế hiểu thì hiểu trong đầu lại là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận mẫu thân không phải thương nàng nhất người con gái này sao còn có nhiều nhi cái này ngoại tôn nữ nhi mẫu thân cũng từ trước đến nay đều là nghiêng nghiêng của nàng thậm chí yêu thương đều vượt qua mấy cái ruột thịt cháu gái làm sao bây giờ liền như vậy nhẫn tâm rồi tần gia mới bao nhiêu lớn địa phương nàng cùng nữ nhi trở về không phải thụ ủy khuất sao tạ vân tương nghĩ đến nước mắt liền nhịn không được rơi xuống mẫu thân ngài bây giờ bệnh ta cùng nhiêu nhi sao có thể yên tâm trở về lại nói nhiêu nhi tại quốc công phủ ở những năm này trở về từng gia sao có thể quen thuộc không đợi lão phu nhân mở miệng nàng lại nói tuy nói những năm này ngài đại tam đệ là nghiêm khắc chút thế nhưng không có thiếu hắn cái gì tầng này mẹ con tình cảm cũng là chiếm, nếu bàn về sinh ân nuôi ân, chúng ta ngụy quốc công phủ với hắn mà nói cũng là có ân. Khỏi cần phải nói, phụ thân tại lúc, có thế một chút đều không có bạc đại hắn. Hắn không nhìn người bên ngoài mặt mũi, cũng nên xem ở mặt mũi của phụ thân bên trên, đem chúng ta ngụy quốc công phủ coi như một môn thân thích. Dù là khấu lão phu nhân biết mình nữ nhi này dám nghĩ dám nói, cũng không nghĩ tới nàng lại sẽ nói ra những lời này. Cái gì nuôi ân, nàng tấm mặt mo này có thể nói không ra loại những lời này. Chính là lão đầu tử năm đó một chút kia tình cảm, người chết như đèn diệt, thậm chí bây giờ nghĩ đến vậy cũng là làm nhân thần tử bổn phận. Nàng bây giờ là thật hối hận rất, cũng khí lão đầu tử năm đó vì sao không đem sự tình nói ra, dù là liền nói cho nàng một người, nàng cũng không trở thành những năm này đem người cho đắc tội sạch sẽ. Vẫn cho là là thân phận hèn mọn con thứ, ai có thể nghĩ lại cũng không phải là vật trong ao, đúng là thiên hoàng quý tộc nguyên hậu xuất ra đâu. Khấu lão phu nhân trong lòng rất hối hận, nghe tạ vân tương lời này cũng tức giận đến rất, nghĩ đến quá khứ của nàng những cái kia khuyến khích, tự nhiên cũng giận chó đánh mèo lên cái này ruột thịt nữ nhi. Nhanh im miệng đi ngươi, ta lão bà tử này còn không có lớn như vậy mặt mũi, cái gì sinh ân nuôi ân, lời này ta bản thân nghe cũng thẹn đến hoảng, chuyện đến bên ngoài đi không đợi người bên ngoài nói cái gì hoàng thượng liền muốn thu thập chúng ta ngụy quốc công phủ đi ta chỗ này có hai ngươi tẩu tẩu tại cũng không cần đến ngươi ngươi mang theo nhiêu nhi hồi tần gia đi thôi cũng không phải ta không thương ngươi mà là bây giờ trong phủ cũng không tiếp tục dễ nuôi lấy nhiêu nhi gọi người sau lưng nghị luận còn có ngươi tần gia lại không tốt cũng là của ngươi nhà chồng tại ngươi bà mẫu trước mặt nhi cũng thu liễm chút đừng kêu người nắm được chui cảm thấy trong phủ nuôi ra cô nải nải bất kính bà mẫu. Tạ Vân Tương sau khi nghe xong, trắng bệch cả mặt, lại là ủy khuất lại là tức giận. Lão phu nhân những năm này có thế một câu lời nói nặng đều không có nói với nàng quá. Bây giờ nàng tự nhiên chịu không nổi, nhất là ngay trước một phòng nha hoàng bà tử còn có hai cái tẩu tẩu mặt nhi. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tần gia bây giờ còn muốn trông cậy vào ngụy quốc công phủ cái này nhà mẹ để đâu nàng lại tùy hứng, cũng biết bây giờ mẫu thân trong đầu kìm nén bực bội muốn tìm người trút giận giận chó đánh mèo, nghĩ đến nàng quá khứ khuyến khích lấy mẫu thân làm những sự tình kia cùng đối tạ thận chi cái này thứ đệ thái độ, nàng lại không đầy lúc này cũng không dám cùng khấu lão phu nhân mạnh miệng. Chỉ có thể ứng tiếng là, vĩ ủy, ủy khuất khuất mang theo tần nhiêu rời đi. Hôm sau, trong cung lại truyền ra ý chỉ, tạ thận chi đổi lại cố họ, phong làm ung vương, ban thưởng ung vương phủ. Cùng lúc đó, trong cung người người cảm thấy bất an, sợ mình bị liên lụy vào năm đó không nên cung cháy sự tình bên trong. Ngụy Quý Phi hai ngày này vừa vội lại sợ, mặt ủ mày trao, liền cơm đều ăn không vô. Nhất là, nàng truyền triệu tề vương tiến cung, lại là hai ngày đều không có gặp tề vương mặt. Nàng liền sợ chính mình cái này nhi tử không giữ được bình tĩnh, làm ra cái gì chuyện lỗ mãn tới. Lúc này, bên ngoài có cung nữ vội vàng hấp tấp chạy vào, thở không ra hơi nói. Nương nương, không xong, cấm quân, cấm quân đem chúng ta cảnh phúc cung vây quanh. Cung nữ tiếng nói vừa dứt, ngụy Quý Phi lúc này liền đổi sắc mặt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65 Ban được chết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 65 ngụy Quý Phi sắc mặt trắng bệt. Trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái không dám tin phỏng đoán đó chính là nàng năm đó chuyện làm hoàng thượng đã sớm biết bằng không làm sao lại nhanh như vậy hoàng thượng chân trước nhận trở về cố thận chi chân sau cấm quân liền bao vây của nàng cảnh phúc cung nàng liền tề vương mặt cũng không thấy này nhanh gọi nàng cùng nhi tử đều không kịp phản ứng căn bản là còn chưa có động tác gì nếu như đúng như nàng suy nghĩ hoàng thượng những năm này đối nàng cùng nhi tử ân sủng đều là diễn trò cho ngoại nhân nhìn hắn chân chính xem trọng nhi tử chỉ có cố thận chi một cái vậy bọn hắn vĩnh an công phủ còn không biết rơi vào loại nào hoàn cảnh nghĩ như vậy ngụy quý phi dưới chân mềm nhũng lập tức liền ngã nhào trên đất nương nương ngọc hà thấy nhà mình nương nương dạng này sắc mặt cũng đi theo thay đổi những năm này thân là cảnh phúc cung đại cung nữ nàng đã sớm ẩn ẩn đoán ra năm đó không nên cung cháy sự tình cùng nhà mình nương nương thoát không khỏi liên quan có thế nguyên hậu đã chết tại trận kia trong hỏa hoạn, nương nương cùng vương gia lại rất được hoàng thượng coi trọng, nàng coi là sự tình qua đi liền đi qua, sẽ không có người biết đến. Nơi nào có thế nghĩ đến, lại sẽ có như thế một ngày. Nguyên hậu con trai trưởng quy vị, bị hoàng thượng phong ung vương. Mà cảnh phúc cung, lại là bị cấm quân vây quanh, như vậy huy động nhân lực, không để ý chút nào cùng nương nương mặt mũi, có thể thấy được hoàng thượng bên kia là có chứng cớ ngọc hà sắc mặt trắng bệch cảm thấy lần này đạo khảm này như sợ là không qua được cấm quân vây quanh cảnh phúc cung trọn vẹn ba ngày trong thời gian này cảnh phúc cung bên trong người người cảm thấy bất an liền thở mạnh cũng không dám lòng tràn đầy sợ hãi không biết khi nào liền có người tiến đến đem bọn hắn tất cả đều kéo ra ngoài để bọn hắn ngọc mạng bởi vì lấy cấm quân vây cung sự tình tiền triều hậu cung nhất thời lên sóng to gió lớn vĩnh an lão quốc công tiến cung cầu kiến hoàng thượng tại trong ngự thư phòng khóc ròng ròng hoàng thượng nương nương một lòng phụng dưỡng thánh thượng ghi nhớ thiếp vi chi đức vạn không dám gia hại nguyên hậu còn xin hoàng thượng minh xét lão quốc công sớm đã tuổi tác lớn lúc này nước mắt chảy ngang quỳ trên mặt đất thân thể lung lay sắp đổ có chút đáng thương hoàng thượng nhìn lão quốc công một chút lại là bất vi sở động một lát mới ra hiệu đứng phía sau công công một chút cái kia công công bưng lấy mấy tờ giấy đến lão quốc công trước mặt, giấy trắng mực đen, cấp trên còn có vết máu. Lão quốc công cảm thấy trầm xuống, sau khi xem xong, sắc mặt trắng bệt, chỉ cảm thấy dụng tâm biết nhất thời hỗn độn lại mơ hồ, hơi kém liền muốn té xỉu quá khứ, đến cùng là dùng lực cắn hạ đầu lưỡi, kịch liệt đau nhất phía dưới mới gọi hắn miễn cưỡng đã tỉnh hồn lại. Trẫm nhiều năm trước liền biết được việc này, một mực ẩn nhẫn không phát cũng coi là cho đủ lão quốc công thể diện bằng không, quốc công phủ từ trên xuống dưới đã sớm không có. Ái Khanh dạy dỗ dạng này nữ nhi, thật sự là gọi trẫm thất vọng. Lão quốc công run rẩy thân thể, nhìn xem đế vương trong mắt hàng ý, cuối cùng là đem nặng đầu nặng dập đầu trên đất. Cầu hoàng thượng cho ngụy thị nhất tộc lưu đầu huyết mạch. Lão quốc công run run rẩy rẩy từ ngự thư phòng sau khi ra ngoài, cả người giống như là già rồi hơn 10 tuổi, dưới chân bước chân đều là phù phiếm, một cái lão đảo hơi kém liền gọi hắn té lăn trên đất. Sáng sớm hôm sau, Vĩnh An lão quốc công tự mình vạch trần kỳ nữ ngụy Quý Phi năm đó gia hại nguyên hậu một chuyện, cũng đem ngụy Quý Phi từ gia phả xóa tên, mời Hoàng thượng thu hồi quốc công phủ tước vị, chuẩn một nhà dời hồi nguyên quán Hồ Châu. Hoàng thượng gặp kỳ già nua, liền cho hắn cái này ân điển. Sau đó, hướng Vĩnh Phúc cung ban thưởng một cốc rượu độc. Ngụy Quý Phi thấy rượu độc không khỏi sợ run cả người, liều chết không theo bên người thái giám nói hoàng thượng nói nương nương năm đó gia hại nguyên hậu sớm nên lên đường tùy theo nương nương sống lâu nhiều năm như vậy bất quá là muốn gọi nương nương dạy bảo tề vương điện hạ chỉ tiếc nương nương tâm tính không tốt từ cũng dạy bảo không tốt vương gia này băng lãnh ngữ khí gọi ngụy quý phi không khỏi rùng mình một cái không không bản cung muốn gặp hoàng thượng bản cung muốn gặp hoàng thượng nô tài khuyên nương nương một câu nương nương vẫn là mau mau lên đường đi không phải hoàng thượng nếu là tức giận lão quốc công cả đời thể diện sợ cũng không dùng tới dù sao từ kinh thành đi hồ châu trên đường có thế ra không ít chuyện đâu vả lại chỉ có nương nương đi có lẽ mới có thể bảo trụ tề vương tính mệnh ngài đừng quên lúc trước hoài an chu gia cùng tri phủ ngụy gia cái kia một việc sự tình việc quan hệ mỏ vàng hoàng thượng nhưng mà cái gì đều rõ ràng như thật muốn truy cứu đem tề vương liên lụy đi vào vậy cũng không tốt dù sao tư hợp kim có vàng mỏ thế nhưng là mưu phản tội chết nương nương từ mẫu chi tâm dù sao cũng nên cuối cùng đau một lần vương gia a không bằng liền đem này ngụy gia sự tình một người gánh chịu đi hoàng thượng lớn tuổi cũng thực không muốn tề vương tính mệnh sớm người đầu bạc tiễn người đầu xanh ngụy quý phi sắc mặt so giấy còn muốn bạch nàng cắn thật chặt môi nghe được nơi đây cuối cùng là run rẩy bưng chén rượu lên một uống mà xuống cái kia thái dám nhìn xem ngụy quý phi ngã xuống thân thể trùng điệp thở dài sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây này trong cung phát sinh sự tình nhanh đến mức gọi người cơ hồ đều phản ứng không kịp bất quá một ngày công phu ngụy quý phi hoạch tội được ban cho chết sau đó tề vương cũng bị một đạo ý chỉ đưa đi đất phong ít châu ít châu chỗ tây bắc tề vương chuyến đi này không chỉ có cả một đời về không được càng là mọi cử động tại tây bắc đại doanh giám thị phía dưới hoàng thượng đạo này ý chỉ căn bản chính là đem tề vương tính mệnh giao cho ung vương cố thận chi trên tay dù sao ung vương từng tại tây bắc quân doanh chờ đợi nhiều năm như vậy tây bắc đại doanh cơ hồ có thể nói là ung vương trợ lực lớn nhất trong lúc nhất thời người người đều biết hoàng thượng đối ung vương điện hạ cái này nguyên hậu con trai trưởng coi trọng này chỗ nào chỉ là đền bù, rõ ràng hận không thể đem hết thảy đều giao cho này ung vương điện hạ đâu. Trong lúc nhất thời, ung vương ở kinh thành chạm tay có thể bỏng, tuy không thái tử chi danh cũng đã có thái tử chi tôn. Trấn quốc công phủ lão phu nhân cùng trưởng công chúa cười ha hả cùng A Yên nói chuyện, tuy nói ngày đó các nàng biết A Yên bị bình tuyên hầu cứu hoàn thành bình tuyên hầu người lúc liền muốn lấy đem A Yên gả cho cái kia bình tuyên hầu. Có thế trấn quốc công phủ đích nữ, làm cái bình tuyên hầu phu nhân đến cùng vẫn là ủy khuất nhất là của nàng mẹ đẻ vẫn là trưởng công chúa ngoại tổ mẫu là thái hậu nương nương nhưng ai có thể nghĩ đến này bình tuyên hầu sẽ lắc mình biến hóa liền thành nguyên hậu con trai trưởng bây giờ duy nhất có tư cách làm trữ quân ung vương điện hạ lão phu nhân hai ngày này trong đầu đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu liền cơm đều muốn dùng nhiều nửa bát càng đem a yên đặt ở trong lòng bàn tay sủng ái vẫn là chúng ta chiêu chiêu có phúc khí nói không chừng không cần chuyển vào ung vương phủ trực tiếp liền tiến đông cung muốn ta nói chúng ta chiêu chiêu cùng vương gia kia là nhân duyên thiên quyết định nên cùng một chỗ bằng không chiêu chiêu ngày đó làm sao vừa vặn liền gọi vương gia cứu được đâu a yên cười yếu ớt lấy nghe tổ mẫu cùng nương thân nói chuyện một bên nghe vừa ăn quyết chờ lão phu nhân phát hiện thời điểm a yên đã ăn xong mấy cái quyết lão phu nhân sắc mặt hơi đổi ánh mắt rơi vào cái kia trong đĩa quyết bên trên. Cái kia quyết nàng hưởng qua, chua đến kịch liệt, còn muốn lấy chỉ đặt ở trước mặt nhi ngửi chút hương vị. Làm sao một cái nhìn không ở, chiêu chiêu ăn nhiều như vậy. Lão phu nhân sững sờ về sau, lập tức trên mặt lộ ra mấy phần mừng rỡ tới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 Có tin mừng bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chiêu chiêu đúng là một chút cũng bất giác lấy chua sao lão phu nhân nhịn không được hỏi a à yên lúc ấy liền ngây ngẩn cả người hơi kinh ngạc không đợi nàng mở miệng lão phu nhân liền đối đứng ở một bên bảo trân hỏi các ngươi cô nương tháng này thời gian còn có thể chuẩn bảo trân thấy lão phu nhân đáy mắt không che giấu được mừng rỡ cảm thấy cũng kịp phản ứng lão phu nhân là ý gì nàng đương hạ cũng vui mừng trả lời là trễ mấy ngày nàng mới nói câu này lão phu nhân liền ý cười đầy mặt đối ngồi ở một bên trưởng công chúa nói nhanh truyền thái y vào phủ đến cho chiêu chiêu xem bệnh bắt mạch trưởng công chúa từ cũng kịp phản ứng vô ý thức liền hướng a yên trong tay quyết nhìn lại bận bịu nhẹ gật đầu sai người truyền thái y bất quá mất một lúc thái y liền đến trấn quốc công phủ Đại A Yên đưa tay cổ tay đặt ở mạch trên gối, lòng của mọi người liền tất cả đều nhấc lên. Cái kia Thái Y ngưng lông mày cho A Yên hào lấy mạch, một hồi lâu, mới mặt lộ vẻ vui mừng đứng dậy chắp tay nói. Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng trưởng công chúa, quận chúa mạch tương vãng lai lưu loát, khéo đưa đẩy như châu, đây là có hỷ. Hắn vừa dứt lời, lão phu nhân liền ý cười đầy mặt. Quá tốt rồi, trách không được chiêu chiêu thích ăn cái kia chua một bên ma ma cho Thái Y một cái thật dày hồng bao, tự mình đưa Thái Y ra ngoài. Trưởng công chúa thấy còn có chút chinh lăng, nhìn có chút ngơ ngác A Yên, nhịn không được đưa thay sờ sờ của nàng đầu, cười nói. Nương đúng là không nghĩ tới chúng ta chiêu chiêu nhanh như vậy đã có hỷ. Lão phu nhân ở một bên nói. Cũng không biết lễ bộ cùng nội vụ phủ đem chiêu chiêu cùng vương gia hôn sự định từ lúc nào. Hiện tại cái dạng này, hôn sự nên sớm đi xử lý mới là trưởng công chúa nghe đi theo cười nói tự nhiên là nên như thế nói xong lời này trưởng công chúa mới giống như là tựa như nhớ tới cái gì đối hoắc ma ma nói ngươi tự mình đi ung vương phủ cho vương gia báo tin vui đi gọi vương gia cũng cao hứng một chút hoắc ma ma cười ứng tiếng là liền xoay người đi nàng nghĩ thầm nên bọn hắn trấn quốc công phủ lại tôn quý hơn mấy phần ung vương điện hạ chính là ngày sau tân quân vậy các nàng quận chúa trong bụng cái này nếu là cái nam hài nhi chính là tiểu điện hạ khoác ma ma ra cửa không chịu được chắp tay trước ngực trong đầu cầu phật tổ phù hộ gọi tiểu quận chúa sinh hạ cái tiểu điện hạ tới khoác ma ma trên mặt ý cười một đường ra cửa thùy hoa thừa lập tức xe hướng ung vương phủ phương hướng đi thái y mới từ trấn quốc công phủ ra không bao lâu nhi khương quyển liền nghe được tin tức cái gì khương uyển nhíu mày lại tràn đầy không dám tin nhìn xem phía dưới nha hoàng làm sao có thể cái kia bùi chiêu làm sao lại tốt như vậy phúc khí bây giờ liền có thai rồi nàng là bị cái kia chu lão gia làm lễ vật đưa cho cố thận chi lúc trước tại ngụy quốc công phủ cũng bất quá là cái thân phận ti tiện di nương thậm chí liền di nương cái thân phận này khấu lão phu nhân cũng không chịu cho nàng như vậy thân phận người ngày đó khấu lão phu nhân làm sao lại không cho nàng ban thưởng tránh tử canh không nên nha dựa vào nàng đối khấu lão phu nhân hiểu rõ là vô luận như thế nào cũng sẽ không liền tránh tử chén thuốc cũng không cho bùi chiêu uống. Là khấu lão phu nhân hồ đồ rồi, quên chuyện này. Vẫn là bùi chiêu vận khí tốt, cho dù uống thuốc kia, bây giờ cũng có thai rồi. Vô luận là loại kia tình huống, đều gọi Khương Nguyễn cảm thấy trong lòng ghen ghét cực kỳ. Dựa vào cái gì, cố thận chi vốn nên là của nàng, nàng mới là cái kia tương lai thái tử phi, ngày sau thân phận tôn quý gọi người ngưỡng vọng hoàng hậu nương nương nàng bùi chiêu dựa vào cái gì vừa về đến liền cướp đi vốn nên thứ thuộc về nàng. Khương Nguyễn lòng tràn đầy phẫn hận, nhất thời siết chặt trong tay khăn. Nàng nghĩ nghĩ, phất tay gọi cái kia tiểu nha hoàng lui xuống, suy nghĩ một lát sau, hạ giọng đối một bên nha hoàng thu vận nói. Ngươi đi tìm trình ma ma tới một chuyến. Thu vận nghe lời này, nhất thời kinh ngạc, này trình ma ma chính là nhà mình quận chúa nhũ mẫu, là từ nhỏ nhìn xem quận chúa lớn lên cũng không biết vì sao, quận chúa những năm gần đây lại là chậm rãi cùng này trình ma ma sơ viễn. Mà trình ma ma, bị quận chúa xa lánh nhưng cũng không có cậy già lên mặt làm ầm ĩ, ngược lại là an phận cực kỳ, bây giờ chỉ ở thiện phòng nhận cái thoải mái nhàn sai. Ngược lại là trưởng công chúa cảm thấy quận chúa tùy hứng, cho cái kia trình ma ma một cái thể diện, gọi nàng chỗ ấy tử tại bên ngoài cửa hàng bị lừa rồi quản sự, phàm là đi ra ngoài người bên ngoài cũng là muốn để cho ba phần. Thu vận trong lòng dù kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Những ngày này nhà mình quận chúa bởi vì lấy vị kia sự tình bị trưởng công chúa răng dậy quá mấy lần, khí chính không thuận đâu, nàng tội gì hỏi nhiều câu này. Tả hữu trình ma ma ngay tại trong phủ, nàng đi truyền một lời gọi nàng tới chính là Bất quá mất một lúc, trình ma ma liền đến. Vào trong phòng, nàng phát hiện quận chúa đã đem nha hoàng bà tử tất cả đều phái xuống dưới, nhất thời trong lòng lại là siết chặt. Những năm này quận chúa chậm rãi sơ viễn nàng, người bên ngoài thay nàng ủy khuất, nàng lại là dưới đáy lòng thở dài một hơi. Dù sao, năm đó quận chúa mới 6 tuổi, đúng là nghĩ ra như vậy ngoan độc biện pháp đến, gọi nàng bắt cóc tiểu quận chúa. Nàng tuy là vì ngày sau phú quý làm chuyện kia, những năm này cũng rất được một chút chỗ tốt. Có thể làm cái kia bị trời phạt sự tình, từ lúc hôm đó sau liền không chút ngủ qua một cái tốt cảm giác. Nhất là, thấy quận chúa hưởng thụ lấy trưởng công chúa sủng ái cùng trấn quốc công phủ phú quý, như vậy chuyện đương nhiên, trong lòng càng là cảm giác ra mấy phần sợ hãi đến, nàng quả thực sợ quận chúa đối nàng toàn gia động thủ. Cũng may, nàng đến cùng là quận chúa nhũ mẫu, quận chúa chỉ sơ viễn nàng, lại là không đối nàng động thủ, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Nơi nào có thế nghĩ đến, cái kia bùi chiêu lại là bị tìm về tới. Bây giờ quận chúa truyền cho nàng tới, chẳng lẽ sợ chuyện năm đó bại lộ. Cố ý đến cảnh cáo của nàng. Nếu là như vậy, quận chúa ngược lại là vẽ vời thêm chuyện, nàng che giấu cũng không kịp, nơi nào sẽ nhiều lời một chữ đâu. Đây không phải là chính mình chịu chết sao? Từ lúc tiểu quận chúa hồi phủ sau, nàng là hận không thể không trong phủ đương sai, muốn cùng trưởng công chúa cầu cái ân điển cùng nhi tử toàn gia đem đến phía Nam Nhi đi, trời kinh thành xa xa mới tốt có thế nàng năm đó làm xuống chuyện này đến tại trưởng công chúa trước mặt liền chột dạ cực kỳ như thế nào dám tự mình đi cầu trưởng công chúa hôm nay khương uyển gọi nàng tới nàng nên cùng nàng nói lại đến cùng năm đó chuyện kia là khương uyển nói lên là nàng nói lưu tại khương gia cả một đời chịu khổ chỉ có bùi chiêu cái này tiểu quận chúa bị mất trưởng công chúa mới có thể đưa nàng tiếp tiến trấn quốc công phủ mà nàng cũng sẽ cùng theo đi quốc công phủ hưởng phúc Trình ma ma nghĩ như vậy, chần chờ một chút, liền đem lời nói này cho Khương Uyển nghe. Quận chúa liền xem ở lão nô từ nhỏ nhìn xem quận chúa lớn lên phần bên trên, gọi lão nô cùng toàn gia thật tốt rời kinh đi. Ngày sau lão nô tìm cái nông thôn vắng vẻ chi địa ở lại, cả một đời cũng sẽ không hồi kinh, chuyện năm đó liền sẽ không có người biết, dạng này quận chúa không phải cũng có thế an tâm sao. Nghe trình ma ma lời này, Khương Nguyễn cười lạnh một tiếng. Năm đó sự tình gì Bản quận chúa làm sao không biết Mama người lớn tuổi làm sao Người cũng đi theo hồ đồ rồi Nói lên mấy cái này có không có Trình Mama bị nàng lời này Chẹn họng một chút Không đợi nàng mở miệng Liền nghe Khương Uyển lại nói Hôm nay bảo ngươi tới Là để phân phó ngươi làm một việc Chỉ cần chuyện này làm xong Bản quận chúa tự mình đi cùng mẫu thân nói Thả ngươi toàn gia thân khế Tùy cho các ngươi đi nơi nào Tự nhiên trong đó chỗ tốt bản quận chúa nên cho đều sẽ đưa cho ngươi. Khương Nguyễn nói, vẫy tay gọi Trình Ma Ma đi lên phía trước. Trình Ma Ma vô ý thức tiến lên, nghe nàng vài câu nói nhỏ, lúc này liền sắc mặt trắng bệt. Không thể, lão nô làm sao dám đối tiểu quận chúa động thủ. Hơn nữa còn là hại tiểu quận chúa trong bụng hài tử, mà lại gọi nàng cũng không còn có thể có thai. Loại kia hàng độc, nàng là có biện pháp tìm tới, lại là vạn vạn không dám đối tiểu quận chúa động thủ. Nếu là bị người phát hiện, nàng cùng nàng toàn gia đều sẽ nộp mạng. Quận chúa đáng thương đáng thương lão nô, nếu là trưởng công chúa phát hiện, lão nô sẽ chết không nơi tán thân. Khương Viễn lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói. Thật sao? Ngươi sợ mẫu thân, chẳng lẽ liền không sợ bản quận chúa sao? Bản quận chúa nếu là không thèm đếm sĩ nói cho mẫu thân năm đó là ngươi bắt cóc bùi chiêu. Nghĩ đến ngươi vô luận như thế nào giải thích sự tình cùng ta có quan hệ, mẫu thân đều sẽ không tin a. À. Chính là mẫu thân bởi vì lấy ta giấu giếm chi tội trách tội tại ta, ta đến cùng là của nàng thân nữ, huyết mạch này làm sao có thể chém đứt nổi. Ta tổng sẽ không rơi vào cùng trình ma ma ngươi kết cục giống nhau. Ma ma ngươi không vì lấy chính mình, cũng vì lấy cháu của ngươi nhi ngẫm lại. Khương Nguyễn vốn là uy hiếp trình ma ma, lời này tự nhiên không thể coi là thật có thế ở trong mắt trình ma ma, nàng là chuyện gì đều có thể làm được, cho nên tự nhiên không dám cầm toàn gia tính mệnh đi chắn. Vả lại, việc này nếu là thành, nàng cùng trong nhà người liền có thể cầm văn tự bán mình, rời đi xa xa này kinh thành. Đem hai cùng so sánh, trình ma ma đến cùng là gật đầu đáp ứng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 Sử trí bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 67 trình ma ma đáp ứng về sau, liền ra một chuyến phủ, sáng sớm ngày thứ hai mới trở về. Trưởng công chúa mang theo A Yên hướng trong cung đầu đi một chuyến, Thái hậu biết A Yên có thai, tự nhiên cũng là cao hứng, gọi người thưởng A Yên khá hơn chút đồ vật, lại đem trong cung đầu tư lịch rất sâu quế ma ma an bài vào A Yên bên người, quế ma ma am hiểu sâu y thuật, am hiểu nhất chiếu cố nữ tử sinh sản, gọi nàng chiếu cố a yên một thì là bởi vì lấy thái hậu đau lòng cái này vừa mới tìm về tới ngoại tôn nữ nhi thứ hai cũng là thái hậu cùng ung vương cố thận chi lấy lòng dù sao tuy là thái hậu thân phận tôn quý nhưng nếu là có một ngày nàng cùng hoàng đế đều đi thuận quốc công phủ có thể hay không tiếp tục dĩ vãng hiển hách tôn vinh còn phải xem cố thận chi ý tứ đâu thái hậu trong cung đầu sống hơn nửa đời người chính là thật đau lên người đến cũng không khỏi nhiều mặt khác một tầng ý tứ trưởng công chúa trong đầu cũng đoán được mấy phần, cười nói. Nếu như chiêu chiêu trong bụng là cái tiểu thế tử, mẫu hậu về sau cũng có thể yên tâm. Thái hậu nhìn trưởng công chúa một chút, trong đầu cũng chia làm ủi thiếp, nếu thật sự là như thế, nàng cái này ngoại tôn nữ nhi ngược lại thật sự là là đến ông trời chiếu cố, không phải nơi nào sẽ có như vậy tạo hóa. Thái hậu nhìn xem ngồi ở một bên A Yên, không khỏi lại nghĩ tới Khương Nguyễn không cùng lấy tiếng cung đến, liền hỏi lên trưởng công chúa làm sao Uyển Nhi không có đi theo tiếng cung. Trưởng công chúa nói. Trước đó vài ngày nàng tổ mẫu gọi nàng trở về Khương Gia một chuyến, sau khi trở về nàng liền cùng ta cáo kỉnh, nói Khương Gia này không tốt cái kia không tốt, về sau là cũng không tiếp tục phải đi về. Không phải sao, còn không có nguôi giận đâu, đứa nhỏ này, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Trưởng công chúa tự nhiên không muốn đem Khương Uyển ái mộ cố thận chi sự tình nói cho Thái hậu nghe hai nàng này tranh một chồng vẫn là tỉ muội như vậy chuyện xấu trưởng công chúa tự nhiên là có thế giấu diếm liền giấu diếm không muốn gọi thái hậu biết lại nói bây giờ nàng càng cưng chiêu chiêu một chút cũng sợ thái hậu nếu là càng bất công uyển nha đầu gọi chiêu chiêu trong đầu ủy khuất không có rét lạnh hài tử tâm kỳ thật trưởng công chúa căn bản chính là nghĩ xấu dựa vào a yên ngày sau thân phận tại thái hậu trong mắt tự nhiên là so khương uyển càng khẩn yếu hơn một chút chính là trong nội tâm nàng đầu càng đau khương uyển một chút, bên ngoài bên trên thái độ thái hậu cũng sẽ không gọi A Yên cảm thấy có nửa phần ủy khuất. A Yên cảm ơn qua thái hậu, lại tại Từ Ninh cung dùng ăn trưa, mới từ trong cung ra, trở về Trấn Quốc công phủ. Tự nhiên, trở về thời điểm nhiều một cái Quế ma ma. Người bên ngoài chỉ cho là này Quế ma ma là trưởng công chúa an bài tại A Yên bên người coi chừng của nàng, cũng không biết Quế ma ma một thân bản sự Trình Ma Ma tự nhiên cũng không biết. Thế là, hai ngày sau Trình Ma Ma mới trong phòng đầu âm thầm tính toán tiểu quận chúa lúc nào có thế sinh non, đột nhiên cửa bột một tiếng bị phá tan, ngay sau đó hai cái thô sử bà tử liền đi tiến đến, đưa nàng trói đến lão phu nhân trong viện. Trình Ma Ma đi vào, liền thấy trong phòng đầu đứng rất nhiều người. Lão phu nhân xanh mét một dài mặt, mà A Yên sắc mặt cũng có mấy phần bạch. Trưởng công chúa càng là thấy nàng tiến đến, một đôi tràn đầy hàng ý con ngươi liền hướng nàng nhìn lại. Không đợi trình ma ma phản ứng, quế ma ma liền bưng một bát thuốc đưa tới trước mặt nàng. Ngươi ngược lại là thật to gan, dám độc hại quận chúa. Trình ma ma vốn là chột dạ, bị người ép tiến đến đã sớm bắp chân rung lên, lúc này nghe lời này, lúc này chân mềm nhũng, cả người liền quỳ trên mặt đất. Nàng trắng bệt nghiêm mặt, rung rẩy thanh âm nói. Lão nô không dám, nhất định là sai lầm, lão nô nào dám hại tiểu quận chúa quế ma ma tràn đầy trào phúng nhìn nàng một cái nói ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự có thể làm ra nam cương thiên hoa phấn lời này vừa ra miệng trình ma ma sắc mặt liền lập tức trắng bệch nàng làm sao cũng không nghĩ ra trên đời này lại còn có người có thể biết thiên hoa này phấn nàng cũng là tổ tiên có người tại nam cương thôn trấn vì y mới hiểu thiên hoa này phấn thấy trình ma ma sắc mặt lão phu nhân cùng trưởng công chúa nơi nào không biết chính là nàng yếu hại a yên cùng nàng trong bụng hài tử trưởng công chúa trùng điệp một trưởng vỗ trên bàn tức giận nói tốt ngươi cái trình ma ma bản cung tự hỏi những năm này chưa hề bạc đãi ngươi nhi tử kia của ngươi còn tại cửa hàng bị lừa rồi quản sự ngươi vì sao muốn hại bản cung chiêu chiêu trưởng công chúa giận dữ hỏi ra những những lời này nhưng cũng không có ý định nghe trình ma ma như thế nào giải thích đương hạ không đợi trình ma ma mở miệng liền phất phất tay nói kéo ra ngoài trượng đánh chết nàng toàn gia đều cho bán ra bản cung ngược lại muốn xem xem về sau ai còn dám lên tâm tư như vậy trưởng công chúa lên tiếng tự nhiên không ai dám cầu tình đương hạ liền có người tiến lên muốn đem trình ma ma kéo ra ngoài trượng đánh chết trình ma ma dưới sự kinh hãi khóc ròng ròng thất kinh nói công chúa tha mạng công chúa tha mạng nô tài chỗ ấy tử cùng tôn nhi đều là vô tội. Là, là minh hoa quận chúa bức bách nô tài hại tiểu quận chúa trong bụng hài tử. Trưởng công chúa nghe lời này, chỉ cảm thấy lấy hoang đường đến cực điểm. Ngươi chớ có nói bậy. Em đẹp viễn nha đầu vì sao muốn hại chiêu chiêu. Lời này mới lối ra, trưởng công chúa chính mình liền ngây ngẩn cả người. Nàng là biết Khương uyển thích cố thận chi, để cái kia cố thận chi, còn không giữ mặt mũi đi cầu quá nàng. Thế nhưng là, cho dù dạng này, nàng cũng không trở thành làm ra chuyện như vậy nha. Trưởng công chúa từ nhỏ nhìn xem nữ nhi này lớn lên, cảm thấy nàng dù kiêu căng chút, vừa ý tính lại là không kém, không đến mức có thể như vậy ngoan độc. Vả lại, chính là uyển nha đầu nói cái gì, trình ma ma cũng không phải cái vụng về, dạng này liên lụy toàn gia sự tình, nàng như thế nào liền đáp ứng rồi. Cái này căn bản liền nói không thông. Thế nhưng là, Trình ma ma cùng chiêu chiêu lại không có quá tiếc, như thế nào sẽ ngốc đến vô duyên vô cớ liền muốn hại lên chiêu chiêu trong bụng hài tử rồi. Trưởng công chúa có thể nghĩ tới, lão phu nhân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lão phu nhân sống hơn nửa đời người, trên đời sự tình gì chưa thấy qua. Chỉ suy nghĩ một chút, liền đoán ra là này trình ma ma có cái gì tay cầm rơi xuống khương quyển trên tay. Không phải, sẽ không bí quá hóa liều làm ra chuyện như vậy lão phu nhân giận tái mặt đến, ánh mắt rơi vào trình ma ma trên thân. Trình ma ma biết mình hơn phân nửa hôm nay sẽ nộp mạng, thế nhưng không nghĩ liên lụy toàn gia, nhất là cái kia tiểu tôn nhi. Thế là, liền không thèm đếm xỉa đem nhiều năm trước chuyện kia nói ra. Lúc ấy quận chúa mới 6 tuổi, nô tỳ nghe của nàng những lời kia cũng là rất khiếp sợ, cảm thấy tuổi còn nhỏ như thế nào liền như vậy ngoan độc. Thế nhưng là nô tỳ cũng là mở heo làm tâm trí mê muội, muốn trèo lên này Trấn Quốc công phủ phú quý. Nghĩ đến chỉ có tiểu quận chúa mất đi, khương gia cô nương mới có thể đi Trấn Quốc công phủ bồi tiếp trưởng công chúa, thế là liền đánh bạo thừa dịp loạn bắt cóc tiểu quận chúa. Nô tỳ không dám lừa gạt, ban đầu mấy năm quận chúa trong đêm một mực ngủ không ngon, thường xuyên làm ác mộng, còn thường xuyên muốn đi trong chùa miếu cầu phúc, tất cả đều là bởi vì lấy chuyện này. Vấn đề này công chúa ngài cùng lão phu nhân cũng là biết đến khi đó công chúa còn tưởng rằng quận chúa là nhiễm phải cái gì mấy thứ bẩn thiểu, mời được đại sư đến tác pháp, kỳ thật, tất cả đều là bởi vì lấy quận chúa hại muội muội của mình, trong đầu có quỷ nguyên nhân. Về sau, quận chúa dần dần lớn, tiểu quận chúa cũng không có tung tích, liền chậm rãi buông xuống vấn đề này, chỉ coi chính mình là duy nhất trấn quốc công phủ cô nương. Quận chúa nói như nô tỳ không thay nàng hại tiểu quận chúa, liền đem chuyện năm đó chọc ra, nói là nô tỳ một người lên lòng xấu xa hại tiểu quận chúa nói nô tỳ như thế nào giải thích nàng năm đó như vậy nhỏ lão phu nhân cùng công chúa đều sẽ không tin nô tỳ chuyện ma quỷ thối lui một vạn bước chính là tin nàng đến cùng là công chúa cốt nhục công chúa chính là trêu tức nàng cũng sẽ không cầm nàng thế nào kết quả là vẫn là nô tỳ toàn gia không may nô tỳ không dám mạo hiểm lúc này mới đáp ứng nô tỳ nếu có nửa câu lời nói dối liền gọi nô tỳ cái kia tiểu tôn tử đột tử đầu đường hồn phách lại không có thế chuyển thế đầu thai. Trình ma ma sợ lão phu nhân cùng trưởng công chúa không tin, giơ tay lên nguyền rủa thề đạo. Đến trình độ này, nàng thực tế sợ lão phu nhân cùng trưởng công chúa coi là sự tình là nàng một người làm ra. Trưởng công chúa kinh ngạc sau đó, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch, hơi kém liền muốn té xỉu quá khứ. Năm đó Khương Nguyễn mới từ Khương Gia tới Trấn Quốc Công Phủ, đúng là trong đêm thường xuyên ác mộng liên tục ngủ không ngon, cả người gầy đi trông thấy, nàng cố ý mời đại sư đến tác pháp. Nàng coi là, là nàng lây dính không tốt đồ vật, nơi nào sẽ nghĩ đến, Khương Nguyễn ác mộng liên tục là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ liền hại muội muội của mình. Trưởng công chúa cảm thấy hô hấp không khoái, căn bản cũng không cảm tưởng thế gian này lại có thể như vậy ác độc trẻ nhỏ. Năm đó, Khương Nguyễn mới 6 tuổi nha. 6 tuổi hài tử làm sao lại nghĩ đến hại muội muội của mình, chính mình đến trấn quốc công phủ hưởng phúc. Là bởi vì Khương gia bị mẫu hậu giận chó đánh mèo lập tức nghèo túng, mới làm Khương Uyển sinh ra những này tâm tư tới sao. Trưởng công chúa muốn cho Khương Uyển tìm dạng này một cái lấy cớ, nhưng lại lại không thể. Bởi vì, cho dù dạng này, nàng cũng không nên làm ra ác độc như vậy sự tình tới. Nàng những năm này bởi vì lấy chiêu chiêu mất tích không có quá quá một ngày ngày tốt lành, Khương viễn cái này đương nữ nhi ngoài miệng nói lo lắng, sau lưng là như thế nào nhớ nàng cái này mẫu thân. Thật lâu, trưởng công chúa đứng dậy quỳ gối lão phu nhân trước mặt, nghẹn ngào nói. Mẫu thân, nàng dâu thẹn với trấn quốc công phủ, chuyện này liền giao cho nàng dâu đến xử trí đi. Lão phu nhân trùng điệp thở dài. Ngươi đi đi, ta lão bà tử này chỉ nói một câu, quốc công phủ bên trong là lại dung không được nàng. Trưởng công chúa tất nhiên là không dám thay Khương Nguyễn cầu tình, cũng không sẽ thay Khương uyển cầu tình. Nàng ứng tiếng là, liền đứng dậy, ánh mắt mang theo mấy phần ấy nấy nhìn đứng ở nơi đó a à yên một chút, liền quay người đi ra ngoài. Bất quá mấy ngày, trong kinh thành ra chuyện lớn, minh hoa quận chúa Khương uyển thân nhiễm bệnh nặng, một bệnh không dậy nổi, mới mấy ngày đúng là đi. Ngoại ô tỉnh Nguyệt am nhiều một vị họ Khương nữ tử, nữ tử này vừa mới tiếng lúc đến khóc trống không ngớt nói mình là trưởng công chúa chi nữ là đương triều minh hoa quận chúa khóc trống mấy ngày sau đúng là không người phản ứng mỗi ngày không làm công việc còn không có cơm ăn khương uyển thật sự bệnh một trận sau khi tỉnh lại biết vậy chẳng làm lại là không còn có biện pháp trở lại kinh thành nàng mặc dù ra không được tỉnh nguyệt am tin tức liên quan tới bùi chiêu lại là thường xuyên có người nói cho nàng thí dụ như ung vương phi cùng ung vương đại hôn kinh động đến toàn bộ kinh thành đồ cưới trấn quốc công phủ chuẩn bị rồng rã 300 nhất. Mà ung vương có chút sủng ái ung vương phi, trong phủ chỉ có ung vương phi một người, cho dù là cố thận chi làm thái tử, đều không có cái khác nữ nhân. Còn có, ung vương phi sinh hạ một đôi long phượng thai, ung vương đối này đôi nhi nữ có chút sủng ái. Mỗi lần nghe những này, Khương Nguyễn liền ghen ghét nổi điên, hận không thể chính mình chết rồi, liền rốt cuộc nghe không được những thứ này. Có thế hết lần này tới lần khác, Nàng thực tế không nở đi chết, nàng muốn nghe đến bùi chiêu bị Cố Thận Chi chán ghét mà vứt bỏ, Cố Thận Chi có những nữ nhân khác. Nàng nghĩ, thời trẻ qua mau người không trăm ngày tốt, Cố Thận Chi bất quá là tham luyến bùi chiêu mỹ mạo, đợi đến chán ngấy, cũng không phải là không phải bùi chiêu không thể. Có thế nàng đợi lấy chờ lấy lại là chờ được bùi chiêu phong hậu, Tân Đế hủy bỏ lục cung, độc sủng hoàng hậu tin tức. Một năm này, bùi chiêu lại sinh ra một cái tiểu hoàng tử. Khương Nguyễn nhìn xem chính mình bởi vì giặt quần áo tràn đầy nước da tay, nghĩ đến bùi chiêu bây giờ trong cung phong quang, thực chất bên trong sinh ra một loại trước nay chưa từng có hâm mộ và hận ý đến, còn có một loại nàng chưa từng dám đi nghĩ hối hận. Nếu nàng năm đó không làm ra những chuyện kia, cái kia nàng tối thiểu có thể làm cái Khương gia cô nương đi, nàng cũng là trưởng công chúa nữ nhi, của nàng ngoại tổ mẫu cũng là thái hậu, mà muội muội của nàng, cuối cùng thành đương triều hoàng hậu. Dựa vào những này, nàng cũng có thể sống rất tốt đi. Khương Nguyễn nghĩ đến những này, ở trong màn đêm đẩy cửa ra, nhắm lại mắt, nhảy vào trong giếng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 Phiên ngoại, hoàn tất Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 68 phiên ngoại nguyên sơ 10 năm, tháng 3 Tảo triều bên trên, cố thận chi hạ chỉ lập hoàng trưởng tử cố cảnh vì thái tử, chính vị đông cung. Lúc đó, đại trưởng công chúa vừa lúc tiến cung bồi tiếp A Yên, nghe được tin tức này sau, nụ cười trên mặt càng thêm sâu. Những năm này hậu cung độc nữ nhi một người, nàng không có gì không yên lòng. Có thế ngoại tôn nhi được lập làm thái tử, nàng mới thật sự là an tâm. Dù sao, nàng tuy là tin cố thận chi đối nữ nhi quan tâm, có thế cố thận chi dù sao cũng là đế vương, đế vương chi tình nơi nào có thể bảo chứng một đời một thế như trong đó có biến cố gì của nàng chiêu chiêu cũng chỉ có thể nhận chính là trấn quốc công phủ chẳng lẽ còn có thể vào cung thay chiêu chiêu làm chủ sao cho nên tại đại trưởng công chúa xem ra cố cảnh thái tử chi vị mới là thực sự chỗ tốt đại trưởng công chúa cười đối a yên nói chúng ta cảnh ca nhi thuở nhỏ thông minh như cái tiểu đại nhân đồng dạng cũng khó trách hoàng thượng như vậy coi trọng hắn nàng nói, lại nhịn không được cười nói. Ngược lại là miên ca nhi, quá kiều chút, có đôi khi giống như là tiểu cô nương, so với hắn tỷ tỷ còn muốn yếu ớt. Ta nghe nói miên ca nhi trên giường cái kia đệm giường đều cửa hàng mấy tầng, liền này còn ngại không đủ. Ngày bình thường là thuộc bên cạnh hắn phục vụ người nhiều nhất, ăn mặc chi phí so cảnh ca nhi trong cung còn tốt hơn, thua thiệt chúng ta cảnh ca nhi rộng lượng, cái gì đều không so đo. A yên nghe lời này, trong đầu cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là, tiểu nhi tử từ lúc xuất sinh liền thân thể có chút yếu, có thế thái y nhìn lại là nhìn không ra vấn đề gì đến, về sau có cái đại sư nhìn qua, nói là đứa nhỏ này muốn nuông chiều, danh tự bên trong tốt nhất mang cái niên chữ. Cho nên, tam hoàng tử nhũ danh liền gọi miên miên, mặc kệ là A Yên hay là cố thận chi, đều là phá lệ thương yêu hắn. Bất quá, nhất dung túng cố miên người, vẫn là hôm nay được phong làm thái tử cố cảnh. Phần này Nhi Yêu Thương, dù là A Yên cái này làm mẹ một số thời khắc đều nhìn không được. Miên Miên yếu ớt, dưới cái nhìn của nàng có hơn phân nữa là người trưởng tử này sủng ra. A Yên thở dài nói: "Chính hắn sủng ra, sao đo cái gì? Năm ngoái hắn sinh nhật, thuộc hạ đưa khá hơn chút lễ vật, ta tùy ý nhìn, lại có hơn phân nữa là Miên Miên thích." Đại trưởng công chúa nghe, Thực tế nhịn không được cảm khái nói Gặp qua đau đệ đệ Chưa thấy qua chúng ta cảnh ca nhi như vậy Đợi ngày sau hắn cưới thái tử phi Này thái tử phi chẳng phải là để làm hắn vui lòng Cũng muốn đem miên miên cái này tiểu thúc tử cho cúng bái Còn tốt chúng ta miên miên dù kiều chút Tính tình lại là cực tốt Đúng vậy A à. A yên gật đầu cười Đứa nhỏ này miệng ngọt Lời nói ra quen biết dỗ người vui vẻ Bất quá có đôi khi cùng cảnh ca nhi phát cáo, cũng sẽ nửa tháng đều không để ý người, hại cảnh ca nhi từ bên ngoài mua khá hơn chút đồ vật đến hống hắn. Bất quá, miên miên cũng sẽ khi dễ cảnh ca nhi, tại tỷ tỷ của hắn trước mặt thế nhưng là ngoan cực kỳ. Hôm đó, miên miên cuốn lấy cảnh ca nhi muốn cảnh ca nhi dẫn hắn xuất cung chơi, cảnh ca nhi không có đỡ lại hơi kém đáp ứng. Còn tốt nghi tỷ nhi tới, dạy dỗ miên miên vài câu, liền đem miên miên mang đến nàng trong cung. Hôm đó hoàng thượng còn nói, thua thiệt có nghi tỷ nhi cái này tỷ tỷ, không phải miên miên còn không biết bị sủng thành bộ dáng gì. Đại trưởng công chúa nhịn không được cười cảm khái nói. Thật sự là làm khó chúng ta nghi tỷ nhi. Đang nói, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó có cung nữ thỉnh an thanh truyền vào. Hoàng thượng vạn an. A yên quay đầu đi, chỉ thấy lấy mặt một thân màu vàng sáng thường phục cố thận chi từ ngoài điện tiến đến nhìn xem hắn a yên trong mắt đều là ý cười cố thận chi đi đến a yên bên người đưa tay cầm qua trong tay nàng uống một nửa uống trà mấy ngụm mới quay về đại trưởng công chúa kêu một tiếng cô mẫu cố thận chi thái độ tùy ý này thanh cô mẫu nhất là gọi đại trưởng công chúa trong đầu ủi thiếp đại trưởng công chúa cùng hắn nói mấy câu không muốn đánh nhiễu hắn cùng nữ nhi ở chung liền cáo từ rời đi nàng rời đi sau, cố thận chi liền hỏi lên A Yên mới cùng đại trưởng công chúa trò chuyện cái gì. A Yên liền đem mới vừa nói những lời kia nói cho cố thận chi, còn mang theo vài phần lo lắng nói. Ta cũng cảm thấy chúng ta miên miên quá yếu ớt chút. Cố thận chi nghĩ nghĩ, lại là hỏi. Bùi thứ người trưởng tử kia, chiêu chiêu ngươi nhìn xem như thế nào. A Yên sững sờ, lập tức hiểu được hắn ý tứ. Ngươi là muốn gọi hắn đương miên miên thư đồng. Thế nhưng là, miên miên trước đó không phải còn cùng hắn cãi nhau một khung, đứa bé kia cũng có hơn một năm chưa đi đến cung. Cố thận chi nói. Đứa bé kia lợi hại, cũng không kiên dè miên miên thân phận, có hắn đương thư đồng, miên miên buổi sáng phạm lười không nghĩ tới cũng sẽ bị hắn kéo lên đọc sách. A yên nghe lời này, có chút cảm thấy nhà mình miên miên ngày tốt lành chấm dứt, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Lúc chạm vạn tối, Cố Miên nghe được Hoàng thượng Hạ chỉ gọi bùi kiệm tiến cung khi hắn thư đồng tin tức, nhếch miệng, nhưng cũng không có hướng ngự thư phòng đi. Thái tử Cố Cảnh nghe nói tin tức này, liền một đường tới Cố Miên chỗ này. Vừa mới vào nhà chỉ thấy lấy Cố Miên ôm chăn lệch qua trên giường, đang ngủ say ngọt. Cố Miên từ nhỏ thân thể có chút yếu, sao người bên ngoài phải ngủ được nhiều chút. Đương nhiên, Cố Nghi cái này đương tỷ tỷ một mực cảm thấy là bởi vì hắn sao người bên ngoài muốn lười, cho nên mới ngủ được nhiều, thêm ra đến hoạt động một chút, thân thể liền tốt. Cố Cảnh ngồi tại hắn bên giường, nói: "Cô nghe nói phụ hoàng gọi cái kia bùi kiệm khi ngươi thư đồng rồi." Cố Miên nghe lời này, lập tức cầm chăn phủ lên đầu. Cố Cảnh cười cười: "Miên Miên nếu là không thích, cô tìm cách gọi bùi đại nhân ra kinh đi, gọi cái kia bùi kiệm cũng đi cùng, cam đoan ngươi mấy năm đều không gặp được người này." Cố Miên nhấc lên chăn ngồi dậy, mang theo điểm bất mãn nhìn xem cố cảnh. Không phải liền là cái thư đồng, về phần đem người đuổi ra kinh thành sao? Ngươi nhất định ta sẽ bị cái kia bùi kiệm khi dễ sao? Cố cảnh nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu, đưa tay vuốt vuốt cố miên tóc. Nhớ kỹ bị khi phụ đừng tìm cô cáo trạng. Bùi phủ bùi kiệm tiếp ý chỉ, không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút phát sầu. Nghĩ nghĩ, từ trong thư phòng tìm ra một chiếc thỏ đèn. Cố miên mặc dù yếu ớt, thế nhưng dễ dụ, này ngọn thỏ đèn coi như bồi tội lễ hắn cũng định không nở làm hư. Bùi kiệm tính tình từ nhỏ ngay ngắn trầm ổn, đọc sách luyện võ cũng từ trước đến nay chăm chỉ, nhất là không quen nhìn cố miên loại này lười nhát yếu ớt. Tuy nói phụ thân gọi hắn ghi nhớ quân thần chi lễ, có thế hắn đã làm bạn đọc, cũng nên tẩn trách, cũng không thể gọi cố miên một mực như vậy lười nhát yếu ớt xuống dưới. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video.